phần trước của Goro Majima. Osaka Shoten Boji là một thiên đường về đêm. Người đứng đầu thành phố đang ở tại quán rượu Grand, đó là người quản lý, có tên là Majima Goro. Nhưng sau những ánh đèn neon là bóng đêm bao phủ. Số phận của Majima được định đoạt bởi người có tên Sagawa. 3 năm trước, Majima cũng là một giang hồ thú thiệt tại đất Kamurocho, nhưng bởi vì anh ta bất chấp mệnh lệnh từ ông chủ, anh ta đã bị xóa sổ khỏi gia tộc, bị tra tấn và đày ải. Giờ cái giá anh ta phải trả để trở lại gia đình. Đó là thủ tiêu một người mà Sagawa đã giao phó. Cái tên nạn nhân mà Majima cần phải thủ tiêu có tên là Makimura Makoto. Sau đó có những tên giang hồ khác xuất hiện và đe dọa cô ta. Majima nhận ra phải bảo vệ người mà anh ta định thủ tiêu. Nhưng một con mồi thì mong chờ gì, sự khoan dung từ kẻ đi săn. Lựa chọn lúc này của Majima chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Chúng ta đang ở đâu vậy? Cứ vào đi. Từ đã. Ngồi xuống. Chỗ này là đâu? Một nhà kho cũ, để những bộ sofa cũ và một vài thứ linh tinh khác. Nếu cô đi lung tung sẽ va đập đấy. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Giờ là lúc để hỏi những câu như thế à? Chính bọn giang hồ đó đang săn đuổi cái tên của cô. Cô hỏi câu đấy không kỳ à? Thì tôi cũng không biết. Cái tên Makimura Makoto tất cả các cô gái làm trong câu lạc bộ điện thoại đều biết mà. Họ biết là Makoto đang tìm một người có hình xăm con dơi. Vậy cô là Makoto Makimura à? Hay là ông kia sử dụng cái tên đó? Là tôi. Vậy đúng là cô sao? Vậy đó chính là lý do bọn giang hồ đuổi theo cô à? Tôi không biết. Không biết. Anh là ai? Cái gì? Tôi. Tôi là một kẻ lạc lối. Hử? Tôi còn không thể bảo vệ nổi một người. Tôi chỉ là trò đùa của... Trò đùa của cái gì? Của một sát thủ. Không. Điều tôi được dặn là phải giết Makoto Makimura. Tôi không biết mục tiêu lại là một cô gái bị mù. Nhưng không chỉ có mỗi mình tôi là chĩa súng vào cô. Chỉ cần nói cho tôi biết cô là ai. Hình xăm con dơi là sao? Sao cô lại tìm muốn tìm anh ta? Đừng nói nữa. Lee-san ở đâu? Cho tôi gặp ông Lee. Gã to con đấy. Khi giang hồ đến bắt cô thì đã bắn ông ta rồi. Ông ta bị bắn sao? Nhưng anh hứa ông ấy sẽ quay lại gặp tôi sớm thôi mà. Bình tĩnh nào. Tôi không biết anh ta thế nào, nhưng tôi dám cả anh ta sẽ thoát chết nếu bất cứ ai có ý định giết anh ta. Mất quá nhiều máu để giết một kẻ sao? Anh nói thật chứ? Khi nào chúng ta xong việc ở đây, tôi sẽ đưa cô đến gặp gã đó. Nhưng trước tiên hãy nói những gì cô biết trước đã. Makimura Makoto. Makimura
Nếu anh định giết tôi, tại sao lại cứu tôi? Sao anh lại làm thế? Cô muốn tôi làm thế à? Mà việc đó không quan trọng. Nếu như cái tên tự tôi đi thủ tiêu cô mà biết được cô vẫn còn sống, thì cả hai chúng ta chết là cái chắc. Cái gì? Nhưng nếu tôi biết tại sao tất cả mọi người lại muốn tôi chết, thì tôi có thể giúp cô một phần nào đấy. Hình xăm con dơi là sao? Tại sao cô lại muốn tìm anh ta? Là vì... Có phải anh ta là người thuê Giang Hồ đến bắt cô không? Sao nhìn cô do dự vậy? Đi sang biết về người có xăm hình con dê đó. Hả? Hãy nói chuyện với Li Sang, anh ta biết hết mọi thứ về tôi. Tin được không? Được mà. Vậy tại sao cô không nói sớm hơn? Hả? Anh ta sẽ không bị bất cứ cái gì làm hại, nhưng gà đó rất dễ bị bắn chết. Lỡ đâu anh ta bị bắn và mất quá nhiều máu rồi chết bởi do tôi. Nhưng anh vừa nói là anh ấy ổn mà. Đôi khi cô phải biết nói dối trắng trợn chứ. Nghe này, nếu cô không muốn chết thì đừng rời khỏi đây bởi bất kỳ lý do nào. Vâng ạ. Anh phải nói cảm ơn trước khi anh trốn khỏi nơi này chứ. Yamagata, tôi xin lỗi vì đã kéo anh ra ngoài này sớm thế này. Odyssey lâu rồi cũng không sử dụng nhà kho đó. Và nếu nó mua được một ân huệ từ anh, thì tôi gọi nó là đại giá. Nhưng mà hỏi tôi mượn một chỗ để nhốt một cô gái lại sao? Anh đang vướng vào điều gì bệnh hoạn vậy? Đừng có nói với ai về cô bé đó. Cũng còn tùy. Đây chính là điểm yếu lớn dành cho đối thủ cạnh tranh lớn như anh. Anh nghĩ gì mà tôi lại không thể đi kệ để xung quanh chứ? Nếu như anh kể với sai người, thì tôi không thể gắn bó tại đây. Và Soten Bori nếu không có tôi sẽ là một mớ rắc rối cho anh. Vậy à? Soten Bori trở nên như này là nhờ Grand và Odyssey kết hợp với nhau. Nếu như chỉ có một hoặc là chỉ còn lại cái kia, thì anh nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu người đến thăm cái chỗ bẩn thỉu trên bản đồ này nữa mà làm gì? Cũng như trong bóng chày vậy, cả hai đi xem toàn bộ giải mà chỉ có một đội duy nhất chiến thắng. Anh nghĩ Odyssey có điều gì để giữ cho sự thú vị này theo cách một chiều à? Nghe hợp lý phết. Vậy là chúa tể của màn đêm đã nhìn toàn cảnh một bức tranh lớn rồi. Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật này lại cho bản thân. Nhưng nợ là nợ. Đừng quên rằng anh nợ tôi câu chuyện này. À mà Majima Han. Gì? Anh đã đến câu lạc bộ rượu chưa? Câu lạc bộ rượu? Nghe nói nó đang phổ biến. Họ có chút khác biệt với những quán rượu như Grand hay Odyssey nhỉ? Đúng vậy, họ sẽ tính tiền theo giờ như những câu lạc bộ khác, nhưng họ đề cao về lòng hiếu khách, do đó họ giữ được tên tuổi của mình. Tôi vẫn chưa đi thử, có sao không? Vậy anh nên thử đến đó xem. Nếu mấy thằng kia mà biết rằng chúa tể bóng tối của Soten Bori chưa bao giờ bước vào câu lạc bộ rượu nào để trải nghiệm, họ sẽ cười phá lên đấy. Ồ, họ kinh doanh được vậy sao? Đúng vậy, sự hé nở về câu lạc bộ rượu còn trên cả chúng ta. Đàn ông hay đàn bà sẽ thay đổi sớm thôi. Những câu lạc bộ như chúng ta sẽ chỉ còn vài năm nữa là hết thời kỳ đỉnh cao rồi. Anh đặt kỳ vọng lớn vào họ như vậy, tại sao anh chưa tham gia vào trò chơi đấy? Tôi biết là dạo này kinh doanh bên Odyssey cũng không được tốt, nhưng tôi nghĩ bên anh vẫn đủ để duy trì mà. Tôi đã thử rồi, nhưng không thành công. Ý anh là sao?
Hãy thử tới đó và xem qua cách họ kinh doanh đi. Bất cứ ai đứng ở vị trí thống trị các quán rượu về đêm sẽ hiểu được lý do mà thôi. Tôi lại nói nhiều quá rồi. Tạm biệt. Bây giờ mình phải đi tìm Ly, không biết hắn ta vẫn còn ở Hovushi Kai Kang không. Anh ta đi đâu rồi? Tường đục đầy lỗ thế này mà vẫn thoát được sao? Anh là ai? Tại sao tới đây? Tôi không hiểu, nếu anh không chịu nói ra. Tôi không liên quan gì cả. Tôi chỉ đến lấy quần áo cho Ly sang thôi. Quần áo cho Ly? Vậy là anh biết gã chủ ở đây đang ở đâu đúng không? Hắn ta đâu? Ông ta ổn chứ? Ly sang đang ở bệnh viện của tôi. Cái gì, anh là bác sĩ à? Tất cả những người Trung Quốc quanh đây đều đến chỗ tôi khám chữa, còn ông ta vừa nhập viện tối qua. Bệnh viện ấy ở đâu? Không, tôi không thể. Tôi là đồng minh của Ly, bác sĩ. Vậy có nghĩa là ông biết Makoto, cô gái làm việc ở đây. Makoto, đúng, tôi quen cô ấy. Ly sang đang rất lo lắng cho cô ấy. Cô ấy là người yêu cầu tôi đi gặp Ly, làm ơn hãy nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Nhanh lên không, tôi sẽ xử gọn anh đấy. Được rồi. Bệnh viện của tôi ở mạc trực giam Malaga, ở phố Tây Sô Fukuto, đó là chỗ tôi để tất cả bệnh nhân từ đó. Đấy là chỗ chơi bài Mahjong đúng không? Vậy nó là nơi cho xã hội đen à? Giờ tôi đi được chưa? Chưa được. Tôi không muốn Ly biết tôi đi tìm anh ta. Ngủ cho sướng đi nhé. Nơi đó gọi là Yam Balaza, một chỗ chơi mạt chực ở phố Tây Sô Fukuto. Cái gã to con được tặng hẳn một viên cơ mà chắc chắn hát ở đó.
Mạc Trược Giam Palaza, đó chính là nơi này, cái gã to con ở Hokushi Kai Can hẳn đang dưỡng thương ở đây. À chào, tôi cũng băn khoăn không biết khi nào anh tới đây. Có vẻ lâu hơn tôi nghĩ đấy. Cái gì? Hey, đừng giả bộ nữa, fan. Anh đang nói với tôi là anh mong tôi tìm ra chỗ này sao? Cứ cho là tôi có khả năng đặc biệt đi. Vì tôi đâu phải là một người bác sĩ chăm cứu bình thường. Tôi là bàn tay của Chúa. Nhớ chứ? Từ từ đã nào. Anh nghĩ là vấn này tôi để lỡ à? Tôi đã chờ con trước đấy lâu rồi. Chết vậy. Anh giết tôi rồi Ly ơi. Còn anh thì chơi quá tệ. Anh bạn à, sao anh không nhường chỗ cho người mới còn nghĩ? Anh tham gia chứ. Chúng tôi thấy tài nghệ mặt trượt thần thánh của anh đi nào. Tôi luôn ước ao được chơi một ván mặt trượt với một sát thủ đấy. Anh bị bắn mà nhìn vẫn ổn quá nhỉ. Anh đi gà. Đau bỏ con mẹ. Tôi còn éo nhất được tay cơ hay tôi đổi vết đau cho anh nhé. Anh không định hỏi chuyện về cô gái đấy à? Nếu Makoto mà chết thì anh cũng chả có lý do gì để đi tìm tôi cả. Cô ta vẫn còn sống, phải không? Anh chưa bao giờ giết người trước đây, phải không? Nhìn ánh mắt anh tôi có thể đoán ra. Anh là một kẻ đang vật vã để vượt qua giới hạn của bản thân mà thôi. Vậy giải đáp điều này giúp tôi. Sát thủ kiểu gì mà không thể giết người lại đi nhận một nhiệm vụ ám sát như thế chứ? Anh chả biết éo gì về tôi cả. Bình tĩnh nào, anh đúng là một thằng kẻ trâu thích ngầu lời. Nếu ai sợ anh đâu, nhưng tôi có thể đọc vị cả tỷ thứ về anh. Mọi thứ, thật đấy. Tôi về con rồi. Xin lỗi tôi thắng nhé. Makoto không bị thương, đúng không? Không. Cô ấy ổn thoải mái đi. Tốt rồi sao? Anh đến đây để tìm cho mình một cửa thoát khỏi bản án tử nhỉ? Tên sát thủ đã làm hỏng việc. Và tên sát thủ không muốn bản thân là người tiếp theo trong danh sách cần thủ tiêu của sếp à. Chúng ta nên làm rõ điều này. Tôi vẫn chưa xác định là có nên giết cô ta hay là không. Và không chỉ có mỗi tôi là truy đuổi cô ta. Ví dụ như thằng giang hồ nào đó vừa tặng ông một lỗ vào người để làm ví dụ. Chúng nó thì làm sao? Tại sao họ lại muốn cô ấy? Đi mà hỏi sếp của mày, ý ông ta cần Makoto mà, đúng chứ? Có phải cô ấy trở thành mục tiêu là bởi vì hai người đang đi lùng sục tìm một người có hình xăm con như không? Khó nói lắm. Lisa, anh ổn chứ? Tôi mang người tới hỗ trợ đây. Hắn ta truy đuổi anh đấy. Rất vui được chơi cùng anh gầy. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Anh còn chưa biết tôi có ở phe anh hay không. Hóa ra anh thích đánh nhau với tôi đúng không? Nếu tôi không biết anh ở phe nào, thì để an toàn tôi thà giết anh còn hơn. Đó là cách mà người Trung Quốc ở thành phố này làm việc. Vậy ngoại giao thế là đủ rồi à? Các anh em, đừng có kiềm hãm bản thân, bằng nó. Yeah.
Anh sát thủ này có vẻ khác bọt đấy. Không thể đánh giá thấp anh rồi. Tôi không đến đây để vui chơi. Tôi cần biết tại sao cô gái đó lại trở thành mục tiêu. Nếu anh nghĩ cái tên hình xăm con dưới đó là lý do mà họ truy bắt cô ấy, thì tôi dám cá là anh nhầm to rồi. Sao anh có thể chắc nịch như thế? Makoto chưa nói với anh về điều đó à? Cô ấy bảo là anh biết và bảo tôi tự đi mà hỏi anh. Cô ấy biết, nhưng cô ấy không muốn một mình nói ra. Có nghĩa chính xác là gì? Mắt của cô ấy, cô ấy bị mù cũng bởi vì cái giả của hình xăm con dưới đấy. Cái gì? Hai năm trước, lần đầu tiên Makoto đến Osaka không bạn bè, không nhà để ở, không có chỗ để đi. Chỉ một mình cô ấy vào đúng năm 18 tuổi. Cô ấy phải đi làm gái phục vụ rượu hoặc bất cứ mọi thứ để kiếm ra tiền, cũng đã chuyển chỗ làm ở rất nhiều nơi. Vấn đề là, điều đó làm cô ấy trở thành một con mồi hoàn hảo ở Sotenburi, một con mồi béo bởi cho những con chó bầy đàn. Con mồi béo bởi sao? Cô ta dễ tiếp cận. Cái gã tiếp cận cô ta là một thằng khốn nạn. Nói chuyện với cô ấy đủ lâu để biết cô ấy ở đây một mình và giả vờ như mình là người tốt vậy. Rồi khóa cô ta vào một cái lồng để cô ta không thể trốn thoát. Vậy cái thằng ấy muốn cái quái gì từ cô ấy chứ? Tiền, tất cả chỉ vì tiền. Anh không nghĩ thế sao? Thằng linh xăm con dây đó đã bán cô ấy cho bọn mafia Hàn Quốc để kiếm tiền lời đấy. Sau đó thì, anh không còn cảm nhận được sự chịu đựng trên khuôn mặt của cô ấy mỗi ngày, cứ thế từ sáng cho đến tối. Tôi sẽ không kể muốn vào chi tiết nữa. Đó là lý do mà bây giờ cô ấy không còn nhìn thấy được. Sau trấn thương tâm lý đó, cô ta đã được bác sĩ chẩn đoán là bị mù. Và điều cuối cùng cô ấy nhớ là cảnh bị nhốt vào chuồng. Đó cũng là lần cuối cô ấy nhìn thấy một hình xăm trên cánh tay của thằng khốn bán cô ấy đi. Câu chuyện này thực sự như đá vào tim tôi vậy, đau lòng đến không tả nổi. Phải mất 6 tháng thì tôi mới cứu được Makoto ra khỏi đó. Và anh thì lại đi tìm kiếm thằng có hình xăm con dơi để trả thù cho cô ấy sao? Makoto nói rằng cô ấy chỉ muốn nhìn hắn lại để điều mà cô ấy trải qua không xảy ra với bất cứ ai khác. Còn tôi thì nghĩ, tôi sẽ bẻ con mẹ cái cổ thằng đó ra làm hai, móc con mẹ mắt con dơi từ cánh tay hắn ra. Đấy là câu trả lời cho anh chưa? Thằng lộn có hình dơi đấy dạo quanh cả thành phố này chọn lấy một cô gái vô tội mà hắn có thể tìm được, và tất cả chỉ có mình hắn làm thôi. Không thể tưởng tượng được thằng đứng sau tất cả mọi chuyện với Makoto bây giờ ra sao. Bọn giang hồ hay thuê mấy thằng trẻ ngé ngoài đường làm những chuyện bẩn thỉu, chứ không phải hướng ngược lại. Giờ sao? Anh có ý tưởng gì không? Không thể nói tôi không có, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Cô gái đó ở bên trong tòa nhà Haru ở đường Sokokucho là một nhà kho của câu lạc bộ Odyssey sở hữu. Vậy anh đã có kế hoạch trả lại cô ấy cho tôi sao? Nếu anh không giết cô ấy thì nhiệm vụ từ ông chủ cũng thôi luôn sao? Anh chết chắc rồi. Điều đấy cũng chả nói lên rằng Makoto sẽ không bị sa nổi nữa bởi cái thằng sát thủ mới thay thế chỗ anh. Thì sao? Thế ông muốn tôi làm cái gì sao? Không phải là không thể thoát khỏi, chỉ có một đường duy nhất. Tôi, anh và cô gái ấy phải đi đòi lại danh dự trong giới giang hồ. Tôi phải cảnh báo anh trước, không có gì là dễ dàng đâu. Giữ một cái gì quan trọng đối với mình có nghĩa là anh phải trao đổi cái gì bằng hoặc hơn nó. Anh và tôi cần phải làm việc này cùng nhau. Anh cần tôi? Tụi tôi cần anh quyết định. Trước khi tôi kể anh về kế hoạch này, anh phải nói tôi biết có muốn theo hay không. Thế nào? Anh đã chuẩn bị để làm bất cứ cái gì chưa? Để xem anh nghiêm túc đến đâu.
Tôi sẽ chết nếu tôi không làm cái gì đó. Tôi sẽ hỏi lại anh là anh có muốn làm điều này không? Được, tôi sẽ làm. Hay quá, anh quay về với Makoto trong cô ấy hôm nay nhé. Là sao? Tôi có vài việc phải cần làm luôn bây giờ. Anh có kế hoạch gì thế? Tôi sẽ kể anh khi nào xong xuôi. Cho tới lúc đó thì tôi phải giữ bí mật. Tôi sẽ liên lạc với kiểu gì khi tôi đã sẵn sàng thế. Ở quán rượu gờ rang tôi luôn ở đấy vào buổi chiều. Tôi hoạt động chỗ đó. Anh nói thật à, anh là người đang tiếp quản gờ rang. Nếu lần tới anh khác, tôi mời. Nghe ổn đấy. Tối nay tôi sẽ liên lạc. Tên anh là gì? Là Majima Kuro. Dù ông Lee đó là ai đi nữa, thì hắn cũng là một phần của công việc. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra xem em ấy có sao không.
May quá cô vẫn ở đấy à. Đi đâu? Ông ấy ổn chứ? Ông ấy ổn. Ông ấy có vẻ không phải là một người dễ chết sau một hay hai phát đạn đâu. Nếu cô hỏi tôi thì tôi sẽ nói rằng trông ông ấy rất ổn. Tôi hiểu. Thế là may quá rồi. Thế có nghĩa là anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi sao? Phải. Cô đã có quá khứ dài đầy khó khăn phải chứ? Tệ thật, tôi nghĩ giờ tình hình của chả tốt hơn cho cô đâu. Cô bị kẹt trong một nhà kho bụi bặm với một thằng được cử đến đây để giết cô. Nhưng điều tốt là cái thằng có hình xăm rơi có vẻ không phải là người muốn sát hại cô. Lee có nói với tôi như vậy. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã đào bới những quá khứ ám ảnh đó. Nó có vẻ là một nỗi ám ảnh khó quên. Tôi cũng đã trải qua những việc tương tự như vậy rồi. Tôi chỉ còn một mắt bởi vì tôi đã mù quáng. Tôi cũng bị nhốt ở một nơi trong một khoảng thời gian rất dài, nơi mà ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Hả? Nếu để so sánh thì chỗ của cô còn hơn cả thiên đường. May là tôi vẫn còn một mắt. Nếu kế bên cô thì tôi là chàng trai may mắn hơn. Xin lỗi vì không làm cô vui lên được. Này, nghe này, tôi xin lỗi. Tôi đã làm cô cảm thấy còn tệ hơn. À, tôi biết rồi. Cô đói đúng không? Vẫn chưa ăn gì từ tối qua phải không? Tôi vẫn ổn. Thôi nào, không có chuyện cô ổn. Cô chỉ đang tuyệt vọng vì bụng đang bị rỗng. Điều tốt nhất nên làm là ăn vào. Cô biết đấy, tôi không nói sai đâu. Tôi sẽ đi mua một chút đồ ăn. Cô muốn ăn gì đặc biệt không? Vậy hãy mua cho tôi một chút takoyaki nhé. Để thấy chưa, tôi biết là cô sẽ đói mà. Tôi nhớ rồi, hãy chờ tôi ở đây một chút, tôi đi ngay, nhé. Mình nghĩ là xử lý một cách chuyên nghiệp với phụ nữ rất khó. Thôi đi mua cho cô ấy một chút đồ ăn. Cô ấy nói muốn ăn takoyaki. Mình có trong người rồi. Nhưng mình không thấy nên cho cô ấy ăn đồ nguội thế này. Việc mình có thể làm tốt nhất lúc này là mua cho cô ấy một hộp thật nóng hổi.
Xin chào quý khách, ăn canh giờ chuẩn đấy tôi vừa có mẹ mới ra lò, hãy ăn nó khi nó còn nóng nhé. Tuyệt vời, đây chính là thứ mình cần. Cảm ơn quý khách, hãy ăn nó trước khi nó nguội nhé. Được rồi, món takoyaki nóng hổi đây rồi, hãy về đó trước khi nó nguội. Được rồi, mình có takoyaki nóng ở đây rồi, mong thứ này sẽ dỗ được cô ta. Này, tôi mang đồ ăn về rồi này, takoyaki như cô nói. Cảm ơn anh. Cảm thấy ổn hơn chưa? Rồi, nhưng mà tôi đói. Hay đó là một dấu hiệu tốt đấy. Người là cỗ máy và đồ ăn là nhiên liệu. Chờ tôi một chút, tôi sẽ bày đồ ra cho cô. Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với mắt của anh vậy? Sao? Thì anh nói mình mất một mắt đúng không? Tôi tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra. À phải, tôi bị thương. Nó giống như một tai nạn vậy. Nó đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Thật tệ. Không, tôi vẫn còn một con và vẫn làm được việc mà mình muốn. Thương anh. Hả? Cô vợ à, ít ra tôi vẫn đỡ hơn cô mà. Nhưng của tôi chỉ là bị chấn thương về cảm xúc. Nó sẽ thay đổi được, tôi sẽ phục hồi được. Đó là những điều mà Lisa nói.
Đúng vậy à, vậy thì vẫn còn cơ hội nhỉ. Thật may quá. Nhưng của anh thì... Tôi quen với điều đó rồi. Đừng làm tôi buồn mà. Tôi chỉ phàn nàn điều duy nhất là nó làm hỏng gương mặt đẹp trai của tôi. Vậy là anh đẹp trai à? Ở lúc mà tôi còn cả hai mắt cơ, dù sao thì khóc trông xấu cực, nên tôi không thể phô ra cho cô xem được. Ha ha, tiếc thật đấy. Đấy, rất vui khi nghe thấy cô cười như vậy. Mà, khoan đã, cô đeo đồng hồ à? Hả? Ừ, đúng vậy. Điều này có hơi kỳ lạ với một cô gái mù không? Tôi cho là vậy. Nhưng mà nó đáng yêu mà, đúng không? Đó chính là ý của tôi. Tại sao cô lại biết? Tôi biết nó hơi lạ, nhưng cái này có một hộp nhạc bên trong, nghe rất là đáng yêu. Nó luôn làm tôi cười khi nghe thấy nó. Hả, nó nghe như thế nào? Nó không nghe được nữa. Cái đồng hồ bị hỏng rồi. Cô đùa tôi đấy à? Có những điều anh không thể vứt đi, anh biết đấy. Ngay cả khi trong mắt người khác nó là thứ vô giá trị, nhưng trong mắt anh nó lại là thứ quan trọng nhất. Tôi mất thị lực, mất tất cả thời gian, đồng hồ thì hỏng, hộp nhạc cũng không bật được. Tôi biết là tôi không cần đến nó nữa, nhưng tôi muốn giữ nó lại để nhớ về khoảng thời gian cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Nếu tôi mà vứt nó đi, tôi cảm thấy không, tôi sẽ không bao giờ. Thôi nào. Nhưng mà tôi vẫn muốn được nghe bản nhạc ấy lần nữa. Tôi hiểu rồi. Hả? Nếu cô không tự mình vứt đi được thì cứ giữ nó, giữ nó lâu nhất có thể. Và còn có thể nó sẽ mang lại cho cô những điều may mắn. May mắn? Hửm, sao thế nhỉ? Anh đúng, tôi thật ngốc. Bởi vì tôi cứ cố giữ những thứ này bên mình làm cho tôi không thể đối mặt với thực tế. Ê này. Không sao, cảm ơn anh. Anh thật sự dễ mến. Tôi trân trọng điều đó. Ý tôi không phải thế. Nếu cô cảm thấy vẫn muốn nó, thì nó là thứ mà cô vẫn cần đến nó. Tôi tin điều đó, thật đấy. Không, tôi ổn. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn. À, và tôi có một tin mới. Bạn cô Ly ông ấy có một điều gì đó, ông ấy phải tìm nó đến tận cùng. Tôi bảo là khi nào ông ấy xong việc có thể đến đây luôn. Hãy ngồi chờ ở đây cho đến lúc đó nhé. Được. Anh rời đi à? Từ đến giờ tôi phải đi làm rồi. Cô đã bao giờ nghe thấy cái tên Sagawa trước đây chưa? Một viên hồ ở liên minh Umi ấy. Tôi không biết ông ấy. Được rồi, có lẽ là Sagawa làm việc này vì đã có người sai bằng ông ta. Nhưng mà lạ thật, tại sao giang hồ lại muốn truy đuổi cô chứ? Vậy ông ấy ép anh là việc này à? Gần đúng vậy, nhưng tôi không phải người vô tội. Giết cô là cái giá để tôi có một ân huệ, để tôi có thể được trở về lại gia tộc Tojo. Gia tộc Tojo? Không phải việc cô phải lo.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh để tôi sống? Bọn giang hồ sẽ đến và xử anh đúng không? Tôi sẽ ổn thôi. Lee nói là ông ấy có một kế hoạch. Nếu thành công, hai ta có thể thoát được mà vẫn còn sống. Đó là điều ông ấy nói. Dù sao thì... Thật à? Này, gã đó là sếp cô mà, phải không? Có chút niềm tin vào ông ta đi. Được rồi, tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể khi đã xong việc. Cô sẽ ổn cho tới lúc đó chứ? Được thôi. Được rồi, có lẽ mình nên ghé qua câu lạc bộ rượu mà Yamagata-han đã đề cập cho mình trước khi mình xuống Grand làm việc. Mình nên đi xuống khu vực Hogan Jijoko-cho xem sao nhỉ? Cũng đáng để xem qua. Anh có muốn thư giãn một chút không? Anh sẽ không hối tiếc về việc đã ghé đây đâu. Ừ. Tên tôi là Yuda và tôi là quản lý ở đây. Mời vào thư ngài và tôi sẽ chọn cho ngài cô gái số 1 ở quán tôi. Anh nói sao? Ánh mặt trời à, mình không ngờ rằng có một chỗ kín như thế này ở trong thành phố. Bên anh là quán rượu à? Không ngài, chúng tôi là câu lạc bộ rượu. Câu lạc bộ rượu? Ồ, thế thì tuyệt. Tôi vẫn chưa vào một chỗ như này bao giờ. Vậy đây là một cơ hội tuyệt vời. Câu lạc bộ rượu là một lựa chọn tuyệt vời thưa ngài. Yamagata không bao giờ đề nghị cái gì không tốt cả. Phải có một cái gì đó ở đây. Mình nghĩ nó đáng để xem qua. Được rồi, dẫn đường đi. Nhưng tôi muốn được gặp cô gái số 1 ở chỗ anh. Tất nhiên thưa ngài, nhớ này. Trời ạ, mình đã tưởng tượng nó phải vui hơn chứ. Sao chả có nổi một món khách nào thế này? Và như đã hứa thưa ngài, cảm ơn đã chờ đợi. Hả? Cô gái số 1 của chúng tôi, Yuki-chan. Xin chào, anh em là Yuki. Rất vui được quen anh ạ. Rất vui được biết em. Đây là cô gái đứng đầu câu lạc bộ sao? Nhìn có vẻ hơi trầm tính. Em nghĩ vậy. Ờ, phải đấy. Cũng đi thôi nào. Có phải cô gái này là cô gái tuyệt nhất họ có ở đây không vậy?
xin lỗi. Em biết em không được. Em xin lỗi. Hả? Cái gì không, em ổn mà. Chỉ là em có đúng là cô gái số 1 ở đây không thế? À thì đúng ạ. Ở đây chỉ có 3 nhân viên thôi. Đấy là tính cả anh. Chỉ có 3 người thôi sao? Thế có hơi ít không? Thảo nào cái chỗ này vắng tanh như chùa Bà Đanh. À thì lúc trước bọn em làm ăn vẫn rất ổn. Nhưng từ khi có đối thủ năm sao cạnh tranh, bọn em mới vắng tiếng này. Five Star が現れてからはずっとこんな感じで。Năm sao? Họ là ai? Năm sao của Soten Bodhi nó có nghĩa là năm câu lạc bộ trưởng lớn nhất của thành phố này. Những người sở hữu năm câu lạc bộ đó, họ được gọi là năm sao. Hồi trước câu lạc bộ trưởng có rất nhiều ở tại Soten Bodhi, nhưng từ khi năm sao ra đời, tất cả những câu lạc bộ khác đều phải đóng cửa hoàn toàn. Đóng cửa hoàn toàn? Sao lại đến mức đấy? Có phải vì năm sao là câu lạc bộ tốt nhất không? Đúng vậy, bọn họ có chất lượng rất tốt, không ai phủ nhận điều đó cả. Nhưng nó không phải là lý do để cuộc cạnh tranh này kết thúc. Vậy à, còn gì nữa? Vâng, nói trắng ra, họ thích đi quấy rồi hơn, em đoán là vậy. Quấy rối? Tôi chịu đủ việc quấy rối của các anh rồi đấy nhé. Hả? Bọn quái vợ các anh cứ tới đây quấy rối hết ngày này qua ngày khác. Các anh làm thế để đuổi khách của bọn tôi đi trong và ngoài cửa. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu như anh đánh bại tôi một cách công bằng thì tôi sẽ đồng ý thua trong kính nể. Nhưng anh lại làm thế này thật là quá bẩn bựa. Hey hey hey, chú ý cách ăn nói của mình vào. Anh có bằng chứng nào bảo là tôi đứng đằng sau quấy rối bọn anh thế? Và tất nhiên, anh làm gì có bằng chứng? Thằng béo đấy chiếm phết. Đó là một trong năm sao của Soten Bodhi đấy. Câu chuyện mà em vừa nói hả? Hả gà đó à? Đúng vậy, anh có tin hay không thì hắn là một trong năm sao đó. Tên anh ta là Hiro, chủ của câu lạc bộ sao hỏa. Sao hỏa hoạt động làm ăn dựa trên thế độc quyền. Và bọn em là những người cuối cùng khu vực này để cạnh tranh với hắn. Vậy nên hắn làm khó dễ cho bọn em rất là nhiều. Vậy sao? Tôi không có bằng chứng thật, nhưng cái bọn các anh hèn hạt đến mức đó mà. Nếu chúng tôi đóng cửa hàng thì câu lạc bộ rượu còn lại cuối cùng ở Soten Bodhi này sẽ là những nơi mà năm sao kiểm soát. Và đó chính là kế hoạch phải chứ? Hè, tôi bất ngờ khi anh đã hiểu ra được toàn bộ bức tranh lớn. Vậy là dễ dàng hơn rồi. Đóng cửa quán lại và cút khỏi đây đi. Đồng ý ngay bây giờ, tôi sẽ trả anh một khoản tiền đền bù vì rắc rối này. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục chống đối, thì phần thưởng sẽ có sự khác biệt đấy. Hay hay, để mà nói thì, tôi đang đề nghị trả tiền cho một nơi rắc rối để nó rời đi đấy. Tôi nghĩ anh phải nên cảm ơn tôi mới đúng. Cút đi! Đã có bao nhiêu người mà bọn năm sau chúng mày ép buộc như thế rồi hả? Chúng mày cũng chỉ là lưu manh bẩn bị bắt nạt người khác mà thôi. Và tao sẽ không bao giờ để chúng mày chiếm toàn bộ Soten Bodhi đâu. Nè, thảo nào mày là người quản lý và sàn tài nổi tiếng. Mày có vẻ cứng hơn tất cả ông chủ của các câu lạc bộ khác đấy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi nha. Tao mong sẽ có câu trả lời tốt hơn vào lần tới tao đến. Mày có câu trả lời rồi mà, và tao không thay đổi đâu. Đừng làm phiền bọn tao, đừng quay lại nữa. Mày thật là bướng bỉnh. Nhưng thôi đừng thô lỗ với nhau như thế. Tao sẽ quay lại một lần nữa. Hẹn gặp lại anh hàng sớm. À còn nữa, tao muốn hỏi con gái của mày, sống trên Tokyo à? Tao cũng hơi bất ngờ là con gái mày trông đáng yêu khách đấy. Trở thành cha mẹ thì việc lo lắng cho con cái của mình là vô tận. Đúng là con gái rượu của bố nó. Bất chợt nghĩ lỡ có ai đó làm hại con bé thì chắc ông bố đấy thức suốt đêm mất.
Mày định làm gì con Tao? Tao á chả làm gì cả. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có những thằng mũ phu khác hại con bé. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy hỗn loạn mà. Hãy cẩn thận nhé. Tao sẽ gặp mày sớm thôi. Chết tiệt, mình phải làm gì bây giờ? Ôi sếp, chết tiệt, mình nên làm gì đây? Nghe có vẻ anh đang gặp rắc rối sao ông chủ? Ồ, thưa quý khách, xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy những cái xấu hổ như vừa nãy. Đừng nói thế, sao cái tên kia lại nổi đoán thêm vậy? Cái tên Sotenbori 5 sao gì gì đó phải không? Tại sao họ lại gây khó khăn cho câu lạc bộ anh như thế chứ? Sotenbori 5 sao họ cấu kết với nhau để chiếm thế độc quyền. Về câu lạc bộ rượu, trong thành phố này, họ ép các câu lạc bộ khác biến khỏi mạng kinh doanh này. Câu lạc bộ rượu đang trở thành một công nghiệp và có rất nhiều sự sáng tạo kèm theo nó ở Sotenbori thì đầy nhân tài, một nơi kinh doanh công bằng và có sự cạnh tranh. Nhưng rồi bọn năm sau tới đây với những chiêu thức bẩn thỉu của họ, mua gái từ những câu lạc bộ khác, gây phiền nhiễu cho nhân viên các quán và thuê bọn giang hồ để sử dụng bạo lực, họ đã phá vỡ thế cạnh tranh công bằng. Và hiện giờ câu lạc bộ rượu còn lại ở Sotenbori chỉ còn bọn năm sao và tôi. Hiểu rồi, đó là lý do tại sao họ muốn nuốt nốt anh để thành độc quyền đúng không? Tôi đang không hiểu là tại sao họ lại muốn chiếm toàn bộ quyền kiểm soát ở Sotenbori đến thế thôi. Tôi không thể biết được kế hoạch của bọn họ, nhưng có những tin đồn tôi đã nghe, họ định sử dụng sự độc quyền trong câu lạc bộ rượu của mình để nghiền nát những quán rượu lớn. Đè bẹp các quán rượu sao? Đúng vậy, ngay cả các câu lạc bộ rượu có phát triển thế nào thì quán rượu to như Gờ Rang vẫn đang tiếp tục kiểm soát lực lượng doanh thu và lượng khách vào ban đêm trong công nghiệp rượu của thành phố này. Mục tiêu họ nhắm đến là làm tất cả các quán rượu đi xuống và thu về lợi nhuận độc quyền, gặt hái sự ảnh hưởng và những mối quan hệ cho riêng họ. Và độc quyền về công nghiệp câu lạc bộ rượu là điều cần thiết để họ tận dụng hạ bệ những quán rượu lớn. À, tôi hiểu rồi. Nếu họ kiểm soát được hết câu lạc bộ rượu và các quán rượu thì họ sẽ kiểm soát cả thành phố này chứ gì? Đúng vậy, nhưng nó chả công bằng với những câu lạc bộ bé như chúng tôi. Chúng tôi phải chịu đựng sự đối xử tệ hại từ họ. Tôi thà nuốt một cốc thủy tinh còn hơn đưa câu lạc bộ này cho họ. Nhưng mà tôi ghét phải thừa nhận rằng họ gây áp lực và quấy rối liên tục đang gây thiệt hại cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Hãy nhìn xung quanh xem. À thì tôi cũng không nói dối anh, nhưng nhìn chỗ này trông thật nghiệt ngã quá. Nếu anh không tin thì chúng tôi là người tiên phong đầu tiên. Chúng tôi đứng đầu, hoặc là quán thứ hai được ưa chuộng nhất khu vực này. Rồi họ bắt đầu đến đây quấy rối, sự cố thì liên tiếp diễn ra. Chúng tôi mất khách hàng, hầu hết các cô nhân viên của chúng tôi cũng đều bị bắt đi luôn. Chắc giờ cái câu lạc bộ này cũng chả trụ được lâu nữa, dù tôi có làm bất cứ thứ gì đi nữa. Có lẽ tôi nên chấp nhận lời đề nghị của họ là hợp lý nhất. Máu của tôi thì cứ sôi sục khi cứ để bọn chúng làm vậy, nhưng nó đang là điều thực tế xảy ra. Mình không quan tâm đến chuyện ở thành phố này lắm, nhưng có những thằng khốn nạn cứ thích làm bất cứ cái gì chúng nó muốn. Việc này làm mình thực sự thấy bực mình. Cộng thêm là nếu mình cho chúng nó thoát, chúng sẽ kéo Gờ Rang đi xuống. Có nghĩa là chúng là rắc rối của mình khi mình vẫn còn ở đây. Với cả mình cũng băn khoăn về cách kinh doanh câu lạc bộ rượu. Mình nghĩ mình sẽ học hỏi và giúp đỡ họ một chút cũng tốt. Được rồi, anh thuyết phục được tôi rồi đấy sếp, tôi sẽ giúp anh. Sao cơ? Đúng vậy, quán rượu mà năm sau muốn hạ bệ là Gờ Rang phải không? Tôi điều hành nơi đó. Cái gì?
Anh là quản lý của Grand, vậy là anh chính là gã thiên tài mà họ nói tới. Chính là anh sao? Tôi không biết có phải là thiên tài không, nhưng đúng là tôi. Và tôi đang hứng thú tới việc ngăn chặn bọn khốn đã xây dựng và phát triển tại Soten Bori này. Bỏ qua việc chúng như mấy tên du công vậy. Vậy anh nói sao? Nếu tôi và anh cùng kéo nơi này về đúng vị trí ban đầu và nhận lời thách đấu từ họ ngay lúc này. Anh có chắc anh làm được không thế? Tôi không thể tin quản lý của Grand lại bỏ thời gian ra để cùng tôi phát triển một câu lạc bộ bé tí như thế này. Để chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn thế này chứ. Với cả tôi cũng muốn học hỏi về câu lạc bộ rượu đang làm lúc này nữa. Nó sẽ như một lớp học cho tôi thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. À quên, không giới thiệu bản thân. Tôi tên là Majima, hãy cùng khuấy động cái chỗ này lên nào. Majima-san, tôi nhớ rồi. Tôi xin nhận ân huệ này từ anh, thưa sếp. Vậy đây là phòng của nhân viên à? Đúng vậy, đây là khu vực thay đồ cho nhân viên. Tôi tổ chức mọi thứ ở đây, quản lý các cô gái và một vài thứ khác. À, nói đến việc đấy, anh có thực sự muốn tiếp quản nơi này không Majima-san? Nó có phiền đến anh không? Cái gì? Lên tiếp quản luôn cả nơi này dễ như thế luôn ý à? Đúng vậy, vì chắc chắn anh có kinh nghiệm rồi. Và tôi sợ câu lạc bộ Sunshine không thể đạt tới ngưỡng cửa thành công dưới tay tôi quản lý. Tôi sẽ đưa cho anh toàn bộ quyền tiếp quản nơi này. Và tất nhiên tôi sẽ luôn giúp đỡ anh hết mức có thể như một nhân viên trung thành. Anh sẽ làm điều này chứ, thưa anh? Được rồi, nếu anh nghiêm túc về chuyện này, tôi sẽ làm phần việc của mình, cứ để đó cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ nghe sự chỉ đạo từ anh, quản lý Majima. Nghe hơi kỳ vì điều đấy được phát ra từ một ông chủ nhỉ. Giờ thương lượng vậy là đủ rồi. Tôi sẽ giải thích cho anh luôn về cách hoạt động của câu lạc bộ rượu này ra sao. Có rất nhiều điều phải học mà anh thì lại rất bận rộn. Vậy nên hãy cho tôi biết khi nào là thời gian tốt để học tập nhé. Tôi hiểu rồi. Anh Majima, tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để chúng ta vận hành những cái cơ bản nhất về câu lạc bộ rượu. Anh có thời gian rồi chứ? Được, cứ tin ở tôi. Được rồi, chúng ta vào việc luôn nhé. Tôi thấy có khá nhiều thứ rắc rối. Anh có cần tôi chỉ dẫn lại không? Không cần, tôi hiểu rồi. Được thôi, nếu là như vậy chúng ta nên mở cửa quán luôn thôi để cho anh có kinh nghiệm thực chiến.
đây là một cách tốt nhất để học hỏi là phải bắt tay vào làm. Vậy hãy cố gắng thôi nào. Chúng ta bắt đầu vào bài học giao tiếp với khách nhé. Con cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em việc này. Này, em có chắc là em làm được việc này không đấy? Không, em không lo lắng gì cả. Nó hơi giống kiểu một cuộc đấu của những cánh bướm. Vậy à, vậy điều đó là sự khích lệ cho em đấy. Bắt đầu chuẩn bị để tiếp tôi như một khách hàng thực sự chưa? Vâng, cảm ơn anh. Xin chào quý khách, em là Yuki. Em đang tìm kiếm một cuộc nói chuyện thú vị với anh. Này, em có chắc là em làm được việc này không đấy? Đầu tiên, ta chọn chủ đề dễ tí nhé. Hãy nói cho anh biết một vài sở thích của em được không? Được thôi, nói về sở thích của em, à không phải là em sẽ nói hết với anh về sở thích của bản thân phải không? Đúng vậy, hãy nghĩ về chuyện đó đi. Anh cũng không biết nhiều về em. Hãy cùng nhau nói chuyện và luyện tập để biết nhau hơn được chứ. Sở thích à, để em xem nào. Sở thích. Nghĩ ra chưa? Đúng rồi, em không có bất cứ sở thích nào. Này, em là một nhân viên tiếp rượu, mà ăn nói cái kiểu đấy thì là làm hỏng toàn bộ cuộc trò chuyện rồi đấy. Nhưng thực sự em không có một sở thích nào cả, à em có viết nhật ký hàng ngày. Viết nhật ký hả? Nghe hay đấy chứ. Em đã viết gì vào đấy? Chỉ còn những thứ trắng ẩn giống như tiểu điều gì xảy ra vào ngày hôm nay. Em làm bữa tối cho em hôm nay thế nào? Em chăm sóc cây bonsai của mình lớn ra sao? Mấy tiệc đại loại vậy. Chờ đã, cái gì cơ, em trồng cây bonsai sao? Sao ạ? Em nghĩ việc trồng cây bonsai là một sở thích sao?
Anh đoán là những khách hàng lớn tuổi sẽ thích em nói về việc đó đấy. Đúng, bài học đã được thích gì. Majima sang anh có vẻ nhạy bén hơn vẻ ngoài của bản thân đấy ạ. Thế ý của em là nhìn anh ngu à Yuki-chan? Dù sao thì tại sao em không nói em thích trồng cây bonsai ngay từ lúc đầu thế? Em chỉ mới chơi được 8 năm thôi, mà để so sánh với những người chơi ở trên thế giới này thì em chả là ai hết. Nếu có người nào kinh nghiệm dày dặn hơn em, họ sẽ cười vào mặt em mất. Anh hiểu rồi, nhưng nghe việc này vẫn khá đỉnh đấy chứ. Em thật sự biết đồng cảm với khách hàng khi họ dừng nói chuyện đúng không? Vâng, em đoán là em đang đồng cảm. Chỉ là em cảm thấy nếu mình đừng đọc mỗi lời thì sẽ rất bất lịch sự. Bất lịch sự? Suy nghĩ đó thật sự không đúng chút nào đâu. Khách hàng chúng ta đến đây đặc biệt để nói chuyện với gái Yuki-chan à, em phải dẫn họ vào một chủ đề câu chuyện chứ. Nhưng mà em không có gì muốn nói với họ cả. Em phải làm gì nếu câu chuyện trở nên lắng xuống ạ? Nếu mà em cảm thấy như không còn chuyện gì để mà nói với khách hàng cả, thì hãy thử khen khách hàng. Không phải người đàn ông nào cũng muốn được khen ngợi điều gì đó sao? Khen ạ. Kiểu như nói mặt anh đẹp trai lắm hoặc gì đấy sao ạ? Ừ đúng rồi, mặt, giọng nói, tính cách cũng được. Nếu mà nhìn anh ta có trông gì hợm thì hãy khen về quần áo, giày, quái quỷ thật, khen cả đồng hồ cũng được luôn. Majima-san, em cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên em nhờ chạy được cậu anh. Em đoán là cái miếng đẹp mắt anh đeo đã phát huy tác dụng rồi. Khoan đã, em nói như thế là khen đấy à? Sao ạ? Em đã cố gắng để khen ngợi anh rồi ạ, em xin lỗi anh. Trời ạ, chìa khóa thành công dành cho em có vẻ sẽ có rất nhiều trông gai và thử thách đấy Yuki-chan. Xem nào, bắt đầu một cuộc trò chuyện theo cách khác à, em có một tài năng gì không? À mà thôi, nghĩ lại thì quên chuyện đó đi. Anh đang nói cái gì vậy? Em cũng có cái mà em giỏi chứ. Ồ, không đùa à. Vậy nó là điều gì?
mừng thì em rất được những người lớn tuổi thích mình. Yoku, otoshi yori ni sukaretari shimasu yo. Đấy em thấy chưa, tất cả mọi người đều có một tài năng ẩn giấu. Điều đó sẽ làm em tuyệt vời trong mắt những khách hàng lớn tuổi. Phần chắc là anh nói đúng. Em luôn được ông yêu quý. Vậy nên em thấy em nói chuyện có chất trưởng thành hơn trước những khách hàng lớn tuổi. Tại sao em không nói chuyện này với anh sớm hơn? Chúng ta không thể bỏ phí tài năng này được Yuki à, vậy chúng ta quyết định thế nhé Yuki. Em sẽ phải tiếp những khách hàng lớn tuổi đặc biệt. Bất cứ ông già nào bước vào đây thì người ấy anh giao cho em. Majima, em xin lỗi, xin cảm ơn anh. Cái gì? Em cũng muốn nói chuyện với những khách hàng trẻ nữa. Được rồi, câu cuối này, em hãy kể cho anh điểm yếu mà em có. Ngay lúc này cái thứ mà em đang nghĩ trong đầu ý. Điểm yếu à, em có nhiều lắm. Sao điều đó chả làm anh bất ngờ nhỉ? Này anh đừng có mà thua lỗ thế nhá. He, anh đùa thôi mà. Nhưng nếu em có rất nhiều, sao em không kể một cái cho anh? Sẽ không sao đâu. Để em nghĩ xem nào. Để nói thật với anh nhé, em đoán là em không giỏi nói chuyện với đàn ông. Otoko no hito to hanasu koto ga nigate desu. Ê, nếu em không giỏi nói chuyện với đàn ông, thì tại sao em lại chọn công việc ở chỗ này chứ? Ừ, tại vì em biết rồi, thì em không nói chuyện giỏi với họ, thì em đến đây làm để học nói chuyện với đàn ông. Đúng rồi, nếu em không giỏi nói chuyện với đàn ông, thì em đến đây làm để học nói chuyện với đàn ông. Em nhận ra là anh cũng là đàn ông mà phải không? Đúng vậy, nhưng với anh Majima thì việc nói chuyện lại dễ dàng hơn ạ. Ha ha, và tại sao lại thế? Bởi vì anh là một kẻ biết giúp đỡ người khác và tử tế à. Em không nghĩ vậy. Em nói chuyện ổn với anh thì em không coi anh là một người đàn ông chút nào cả. Này em nói thế là có ý quái gì vậy? Em xin lỗi. Được rồi, anh nghĩ buổi nói chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn anh đã hướng dẫn. Được, em cũng làm rất tốt. Giờ chúng ta cùng xem. Này, hình như nó hoàn thành rất tốt đấy. Em làm rất tốt đấy, tất cả mọi thứ mình vừa nói. Hãy đối đáp với khách của mình như vậy sẽ giúp em vượt qua thôi. Ừ, hãy làm tốt nhất có thể nhé.
Hãy cố giữ vững những bài học này, nó sẽ làm tan chảy trái tim khách hàng như sô-cô-la vậy. Anh nghĩ như vậy ạ, em đã cảm thấy tự tin hơn rồi đấy ạ. Em sẽ cố gắng nhất có thể ạ. いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待ちしてました。すごいタイプだよ。 ご延長はいかがですか？ありがとうございます。
ご延長はいかがでしょう。失礼いたしました。お待たせ。かわいいね。ようこそサンシャインへ。ピンさんだな。 失礼いたしました。 Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng. Tốt rồi, không quá vắng vẻ. Chúng ta sẽ có nhiều khách hơn thôi nếu ta có thêm nữ nhân viên. Đó là việc chúng ta phải làm hàng ngày mà phải không? Nếu như anh muốn thuê thêm nhân viên nữ phục vụ thì anh cứ ra đường mà tìm. Đó là cách nhanh nhất rồi. Dùng miệng để đến thắng trong kinh doanh là cách để mang về những khách hàng mới. Nhưng tôi nghe nói ký kết làm ăn với các quán khác cũng là cách kéo khách tốt đấy. Ừ.
Nghe có vẻ có lý tìm những cô gái mới, kết hợp làm ăn với những quán khác. Có vẻ ra ngoài đường tôi vẫn có việc phải làm rồi. Đúng là như vậy, cả thành phố này là chiến trận mà, có nhiều việc phải làm lắm, nhưng chúc anh may mắn thưa anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nơi này thật sự cần thêm nhân viên phục vụ. Nếu cứ như thế này sẽ rất khó để mở cửa đón khách như hiện tại bây giờ. À, mình nhớ rồi, mình sẽ chuyển vài cô gái từ bộ Grand trao đổi với Odyssey qua nơi này. Cho tới khi nào Grand vẫn còn Noyumi thì sẽ ổn thôi, mình cứ mang những người còn lại qua đây. Mình sẽ đi gọi cho họ ngay bây giờ. Tôi kinh ngạc, nhưng không bất ngờ quá khi đó là anh Majima San có thể tin đây là lần đầu anh làm việc này. Hãy tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đánh bại những tên kia không sớm thì muộn mà thôi. Và cái bọn bắt nạt đấy chính xác là ai thế? Hino. Tôi đến đây để có câu trả lời như tôi đã nói trước đó sao? Chuẩn bị rời khỏi đây chưa? Tôi bảo anh rồi, câu trả lời là không. Tôi hiểu rồi, thế mà tôi định tỏ lòng mến thương anh đấy, thật đáng tiếc. Ôi. Hai anh vào việc đi. Các anh định làm gì? Dạy cho cái thằng chó này biết hắn đang ở tình thế nào đi. Ôi. Vậy là anh định giải quyết việc này bằng bạo lực sao Hino? Đúng là như vậy luôn. Để tao xem mày chết trước hay đưa nơi này cho tao trước. Tao không thể chờ được nữa. Làm việc này đi. Chờ đã nào. Mày định làm cái gì đây hả? Tao tên là Majima. Yuda đã đề nghị tao tiếp quản nơi này rồi. Cho tới khi nào tao vẫn còn ở đây thì không một ai được quậy trong quán rượu của tao. Một quản lý mới sao? He, tao hiểu rồi. Tao chấp nhận việc này. Việc này sẽ là thông minh hơn là để thằng Yuda ngu xuẩn này tiếp quản và dần dần kéo nơi này xuống. Và có vẻ như chúng mày biết cách chơi đấy chứ vậy. Vừa kim luôn làm sếp lẫn cả vệ sĩ à. Lựa chọn khá thông minh đấy. Đối với một thằng ngu, tao thực sự ấn tượng đấy. Sếp muốn bọn em làm gì đây ạ? À? Hạ luôn cả thằng này nhé. Không, tao cũng đang băn khoăn không biết bọn này chui ra khỏi hang như thế nào đây. Vậy nên thôi chúng ta không phải vội. Tao rất muốn được thấy màn giải trí của chúng mày khi đã cố chống đối năm sao của bọn tao ra sao. Mày hôm nay gặp may đấy Yuda, và Majima-san cố gắng làm tốt nhất có thể đi nhé. Nếu mà tao thấy chán, tao sẽ đập chết mày như một con ruồi luôn đấy.
Tới luôn đi con lợn sữa, để tao cho mày thấy nơi tồi tàn này leo tới đỉnh như thế nào. Tao mong là mày đã sẵn sàng để bị chôn sống rồi. Mông mày cũng to gớm nhỉ, tao khuyên mày đừng có mà đánh giá thấp năm sao. Cảm ơn anh Majima-san. Đừng có lo, cuộc chiến thực sự cũng mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta phải làm cho cửa hàng này tăng trưởng nhanh chóng để hạ bọn chúng. Chúng ta sẽ làm vậy. Tôi sẽ cố gắng nhất có thể Majima-san. Bất cứ lúc nào anh muốn mở cửa hàng để kinh doanh, cứ cho tôi biết, bất cứ lúc nào đấy nhé. Tôi giờ cũng bận nhiều việc lắm, nên tôi sẽ đi khá lâu đấy. Nhưng bất cứ lúc nào tôi có thời gian tôi sẽ đến đây để làm việc. Vậy đó là một trong những năm sao của Soten Boria có vẻ khó nhằn hơn mình tưởng nhiều đấy. Heguro Majima, chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đấy. Mình đã hiểu tại sao Yamagata muốn mình kiểm tra các câu lạc bộ rồi. Nhưng vì này ngốn nhiều thời gian hơn mình tưởng, mình phải trở lại G-Rang mới được. Thưa anh, xin lỗi vì làm phiền, nhưng anh có đang rảnh không ạ? Sao? Khách ở dưới sảnh chính đề nghị được nói chuyện với anh, thưa anh. Chỉ là... Ông ấy nhìn như thế nào? Không phải người Nhật Bản, tôi đoán là người Trung Quốc hơi nhỏ con, và nhìn hơi bẩn. Lùn và bẩn, có thể là Ly hoặc là thằng quái nào nhỉ? Thank you.
tôi nên nói gì với anh ta đây thưa anh? Tôi sẽ xuống đó. Bàn mấy? Tôi sẽ dẫn anh đến bàn đó. Đi theo tôi. Thưa anh, chính là quý ông này ạ. Anh muốn gặp tôi đúng không? À, anh quản lý nhớ tôi không? Bác sĩ ở Jambalaya. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Gờ Rang quả là một nơi rất đỉnh. Cộng với cả tiền đồ uống đều tính vào hết anh quản lý đúng không? Nghe này, tôi lo hóa đơn này. Hóa đơn thanh toán của ông ấy hết bao nhiêu tôi trả. Rõ chưa? Vâng, thưa anh. Xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Anh có đau ở đâu không? Ông ổng chuyện quá khứ thôi. Với cả dù có bao nhiêu người thì anh vẫn đánh bại hết. Ngay cả Ly cũng không thể làm vậy, ha ha. Chúng ta nên bắt đầu vào việc luôn đừng lãng phí thời gian nữa. À đúng vậy, tôi đến để chuyện tin nhắn của Ly anh ta không muốn xuất hiện ở những chỗ như này. Thay vào đó sẽ là tôi. Tin nhắn gì? Đừng lo, tôi chưa sai đâu. Nói lời nhắn đi, được không? Anh có thể rời khỏi câu lạc bộ bây giờ không? Được, nhưng sao? Anh rời khỏi câu lạc bộ, đi thẳng về nhà. Anh ở xa đây đúng không hả, anh quản lý? Không, ở cạnh sông thôi. Tốt, tốt. Khi nào anh về nhà, Ly sẽ liên lạc với anh. Ly sẽ theo dõi anh bắt đầu từ lúc anh rời khỏi câu lạc bộ. Cái gì? Ông ấy muốn biết tôi ở đâu à? Tôi chỉ mang thông điệp thôi, còn tôi chả biết tại sao. Được rồi, tôi nhận được rồi. Ông cứ uống thoải mái bao nhiêu cũng được vào tối nay. Thật hả? Tôi có thể à? Quả là một người đàn ông cao cả. Tôi yêu sự hào phóng của anh, người quản lý ạ. Ly chắc ở ngoài kia. Mình nghĩ là mình sẽ ra ngoài xem. Majima, đúng là mày rồi. Ai lại không nhận ra cái mặt xấu xí của mày chứ? Quản lý của Grand, Goro Majima, tôi nợ anh từ tối qua anh bạn ạ. Tối qua? Xin lỗi, anh là ai? Đừng có lo tao là ai. Mày để Makoto ở đâu? Tao biết là mày giấu đứa con gái đó ở đâu. À, hóa ra là bọn mày. Cái bọn bắt cóc đúng không? Tao chả mong mày cứu tao khỏi rắc rối vì phải đi tìm cái bọn thầy chúng mày. Thằng chó đẻ này, mày nghĩ chuyện này buồn cười à? Giải trí với mày đúng không? Ừ, tao đang muốn tìm chúng mày để hỏi tại sao bọn mày lại muốn đi săn lùng cô gái đó. Mày nghĩ mày là thằng đéo nào vậy? Mày làm bọn tao bất ngờ vào tối qua đấy. Và nó sẽ không xảy ra nữa đâu, con điếm.
Ở thời điểm này, bọn tao đéo muốn chơi công bằng nữa. Đến lúc mày phải nhìn thấy giang hồ thực sự là như nào. Thằng này được làm bằng cái đéo gì vậy? Mày là ở phương nào tới? Đừng vội thế anh bạn, tao còn có công việc phải giải quyết với mày trước đấy. Chết tiệt. Tao có một câu hỏi cho mày và tao muốn có câu trả lời. Anh đứng lên từ địa ngục bên ngoài câu lạc bộ, đúng không anh quản lý? Sagawa. Anh có phải lại vướng vào rắc rối gì đó không? Nó không giống như anh gục đầu ngay trên bậc cửa của chính mình hả? Chả có gì đâu, quên đi. Vậy anh đang đi đâu đấy? Anh không đi làm việc à? Anh đã tìm được Makoto Makimura chưa? Chưa. Và còn nữa, hôm qua tôi nghe anh không về nhà vào buổi tối. Thế là tôi nhận ra là anh đang đi tìm Ma Kimura rồi nhỉ? Tôi vẫn đang đi tìm cô ấy mà. Ông vừa đưa tôi công việc đó, tôi vẫn còn thời gian mà. Tôi mong là như thế. Và khi nào anh tìm được mục tiêu hãy giết ngay lập tức. Vậy chúng ta xong ở đây chưa? Tôi không có thời gian để chết chát. Nó không chỉ là chiếc chắc đâu con hậu à, anh biết họ nói gì về ABC không? Là sao? Luôn luôn phải báo cáo. Lương thứ một trong hợp đồng làm việc luôn dự xếp trong vòng thông tin ABC. Được rồi, chốt thế đi, mà chỉ thế thôi à. Vậy anh muốn có lời khuyên à? Nếu có rắc rối tôi sẽ ra bút điện thoại gọi điện cho ông. Rồi giờ mình phải về nhà. Ly hẳn đang theo dõi mình ở đâu đó rồi. Là anh đấy à Ly? Từ đây. Chuyện ra sao rồi, gấu yêu? Anh có biết cái trò quên đi nỗi đau không? Sao? Cứ giữ cái đầu anh đi đúng hướng đi. Nếu chúng ta không thoát sự truy vết của giang hồ, thì chúng sẽ đuổi đến tầm chân trời góc biển đấy. Vì thế nên chả có thời gian ca cảm khi việc này chưa kết thúc. Cũng đúng. Quên tôi đi, chỗ này là chỗ quái nào thế? Ý anh là sao?
Ở căn hộ này đã bị theo dõi tất cả mọi nơi. Nó còn có tận 4 nơi có mắt nhìn ở đây cơ. Tôi ấn tượng vì anh biết chú ý. Thế chúng nó có biết anh giấu Makoto ở đây không? Không, nơi này đã được theo dõi trong một thời gian dài. Khách hàng của tôi là người đứng sau. Và nó cũng có ở quanh câu lạc bộ anh nữa đúng không? Có chứ. Và anh nên đi lên quanh các đoạn đường ở Sotenbori nhiều vào đường đi mỗi một đường. Còn tôi không được phép rời thành phố này. Thế nên tôi luôn bị theo dõi để tránh cho tôi rời khỏi thành phố này. Thì sao? Thành phố này thành nhà tù của anh à? Anh hiểu ý tôi rồi đấy. Đó là về trái quái gì? Tôi trước là một giang hồ ở trên Tokyo hoa lệ. Rồi đời tôi rẽ mẹ trái bởi tôi bật lại gia tộc. Thế là rồi đời tôi bị dính ở chỗ này như trước vậy. Tới tận bây giờ, họ buộc tôi lại ở Osaka. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ không giết tôi nếu tôi cho họ một lý do. Nghe khó khăn nhỉ? Ai chả có hành lý của riêng mình, tôi đoán vậy. Nhưng không có nghĩa là anh em mình hồi tán phát đâu. Hãy vào gặp Makoto thôi. Đây tôi sẽ dẫn anh đến cái đường mà không ai có thể theo anh cả. Nó hoạt động ra sao? Nghe kỹ nhé, ở đằng sau phòng mạch của tôi có một cánh cửa bí mật. Nó được che đằng sau giá sách. Cánh cửa đó sẽ dẫn tới tòa nhà bên cạnh. Ngay cả anh có bị theo đuôi, thì cứ qua cánh cửa đó là sẽ khiến họ nhớ. Sao một phòng mạch lại cần cửa bí mật làm như thế? Tôi bảo anh rồi, ai cũng có một hành lý mà. Anh phải thật cẩn thận khi anh tới chỗ của Makoto. Anh vừa đi ra từ gò răng phải không? Bọn kia hôm qua đến bắt Makoto cũng biết mặt anh rồi đấy. Nên không biết là chúng sẽ theo dõi anh từ đâu. Được rồi, thế tôi sẽ sử dụng cái cửa nhỏ của ông ở Hokushi Kai Kang Hu chưa? Ổn đấy. Khi nào anh qua nó hãy đứng thẳng chỗ mà cô tôi phải chờ ở đó, rõ chứ? Nhớ rồi, triển khai đi. Việc đầu tiên mình cần là phải tìm hiểu mình bị theo dõi từ hướng nào. Có vẻ có thêm mấy thằng hề của Sagawa, thằng khốn đó muốn biết mình đến bất cứ đâu đây mà. Đến lúc phải tỏ ra ngầu đi đến cái chỗ để làm bọn chúng mất dấu vết theo dõi mình đi là được. Nhìn có vẻ đấy là thằng thầy của Sagawa, đoán là thằng già đó muốn biết nhất cử nhất động của mình. Ai, lại một ngày mệt mỏi nữa, mình sẽ đi lên và massage để có thể cho cái lưng mình tốt hơn. Mong là chúng nó nghĩ mình sẽ ở trong, đủ thời gian để tìm lối đi và té. Ông ta nói là có một kệ sách chắn lối đi. Đây rồi, thằng chết tiệt này còn có cả đường bí mật.
Mình đoán là nó kết nối tới tòa nhà bên cạnh. Đoán là mình phải tự tìm hiểu rồi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc này mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Lúc trước mình bị theo dõi giờ chắc đã thoáng hơn rồi. Giờ phải đi tới chỗ cô gái đó thôi. Việc vừa nãy là lo liệu bất cứ ai theo dõi mình rồi, giờ tới cái nhà kho của Odyssey thôi. Tốt rồi, giờ đang không ai nhìn thấy. Là lúc đẹp để vào trong. Là tôi đây, tôi vào nhé. Anh bạn ly của cô đến đây rồi à? Đúng, anh ấy ra ngoài kia lấy gì cho ta uống, rồi sẽ trở lại ngay. Có gì trong phòng bị vậy? Tôi không biết. Đi bảo anh mở nó ra mà đọc. Cái quái gì đây? Có gì trong đó vậy? Ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi. Và rất nhiều, nhưng đều cùng một cô gái chắc chụp trộm. Đi đưa ảnh cho à? Để làm gì vậy? Xin chào. Đã nghiên cứu rồi à? Chụp đẹp chứ? Ly, chuyện những tấm ảnh là sao? Bình tĩnh nào. Đừng có nhầm lên như thế. Tôi sẽ giải thích cho anh đây. Đây cô uống đi. Cảm ơn anh Lee-san. Tôi cũng mua cho anh nữa nè. Ly, đây là những bức ảnh mà anh nói là kế hoạch lớn đấy à? Cô ấy là ai vậy? À, đó là quá phụ hay đi cưới chồng rồi đưa tiền họ. Và còn hơn thế nữa, những kẻ đã xa vào lưới tình của ả còn chết một cách rất đáng ngờ. Ả bắt kịp bọn họ, rồi đối xử với họ còn tệ hơn cả một cái giấy ly hôn. Thậm chí con quái vật này còn biết thay đổi mình, lấy tuổi của mình và xây nên. Nhìn rất giống Makoto phải không? Thì sao? Thuốc ngủ có tác dụng rồi. Ly, anh đã nghĩ cái chuyện quái gì thế? Những điều xảy ra tiếp theo không nên để cô ấy nghe thấy. Vậy nên hãy để cô ấy ngủ trước đi. Hả? Để làm sát thủ thì anh là một thằng tệ hại và ngu đần. Cô gái trong bức ảnh đó, đấy là cơ thể thứ hai của Makoto đấy.
cơ thể thứ hai. Nhìn này, khi ai đó giao cho anh việc ám sát, thì đó chính là điều họ thực sự muốn. Nhưng kết quả là mục tiêu của họ phải chết. Chính xác, kết quả là vậy. Và kết quả kẻ ám sát nhận được là một cái xác chết. Nếu anh bán xác của cô ta cho ông chủ của anh, thì ông ấy sẽ rất hài lòng đấy. Đấy cũng là lý do chúng ta cần bắt cô gái trong ảnh. Và chúng ta để cô ấy làm vai trò đó tình nguyện cho Makoto. Vậy nó là... Tôi và anh sẽ làm việc này. Mặc cho nạn nhân bộ đồ này. Xong đến lúc cảnh sát xác nhận dạng danh tính của cô ta, thì họ sẽ điều tra tôi đầu tiên. Và tôi sẽ cho họ câu trả lời. Không nghi ngờ gì nữa, đấy là nhân viên bé nhỏ tội nghiệp của tôi. Và bùm. Anh bị đần à, thế lỡ họ bắt tay vào điều tra mà họ nhận ra đấy không phải Makoto thì sao? Nó sẽ ổn thôi. Khi mà cô ấy chết rồi, chúng ta sẽ cho mặt cô ấy bị... Chúng ta sẽ làm cho họ không nhận ra được cô ả. Chúng ta sẽ thoát thôi. Và một ít axit để xóa sạch hết dấu vân tay. Anh là cái thể loại éo gì vậy? Anh bạn, giả mang vờ lờ. Tôi muốn biết sự thật, anh là thể loại éo gì? Bởi vì anh không thể chỉ là một bàn tay vàng trong làng châm cứu được. Anh không có gì để nói à. Hồi trước tôi cũng như anh thôi, một sát thủ. Gì cơ? Việc cuối mà tôi làm rơi vào tầm 6 tháng trước. Sáu tháng trước? Khoan đã, vậy đó là khoảng thời gian anh nói rằng anh đã cứu một cô gái. Trí nhớ tốt đấy he, nhưng mà anh thử nghĩ thấu đáo thêm chút nữa đi. Cô gái này bị một tổ chức sở hữu, phá lại. Vậy tôi làm sao để có thể cứu đây? Anh nghĩ là họ sẽ nằm ra ngoài đường và chờ tôi với à? Sáu tháng trước tôi đã nhận việc đột kích vào một tổ chức mafia Hàn Quốc, trong đó toàn những giao dịch về nô lệ, và họ đã giết rất nhiều người của chúng tôi. Trong kho chứa đó có hai người. Sau khi tôi giết hai đứa nó xong, tôi đã đi đến chỗ trong đó gặp toàn các cô gái khỏa thân một nửa trong chuồng. Cho tới lúc tôi đang cố để mở cánh cửa và họ đều bị phòng lại. Tất cả an toàn ngoài trường một cô gái, tình trạng đến mức không thể đi nổi. Và đó là... Và đúng đó là Makoto cô ấy cố với bàn tay tôi trong bóng tối và hoàn toàn bị mù. Khi mà cô ấy chạm thấy, cô ấy cứ nắm thế mà chả thả ra, quỳ xuống khóc và nói cảm ơn hết lần này đến lần khác. Tay cô ấy thật là nhỏ bé, anh bạn à, tôi không nỡ lòng thả nó ra và bỏ đi. Vậy là anh chơi trò làm bố đường của cô ấy kể từ khi đó. Ừ, đúng vậy. Nếu mà nhìn theo cách của các anh thời này, thì tôi đúng là bố cô ấy thật. Thử. Người cô ấy luôn nóng, một đứa trẻ cũng không nóng đến thế. Tác dụng phụ của thuốc mà cô ấy đã dùng rất là hại. Vậy nên đến tận bây giờ cô ấy vẫn không thể nhìn thấy, nắm chặt lấy tay tôi. Cũng giống như một ai đó theo tôi nhớ. Majima, tôi sẽ không để con gái tôi chết trước mặt tôi một lần nữa. Nếu để bảo vệ cô gái của tôi sẽ giết bất cứ kẻ lạ nào mà anh đưa ra đây đứng trước mặt tôi. Tôi biết điều này không phải, nhưng mà tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Và anh sẽ giúp tôi việc này chứ, Majima? Tôi muốn anh về báo cáo lại với sếp mình là Makoto đã chết.
Hừ, đồ đần. Hả? Trong giới giang hồ không có việc nửa vời, vì hắn sẽ nhìn xuyên qua cái trò lừa của anh trong nháy mắt. Được rồi, vậy anh có kế hoạch nào khác không cơ chứ? Anh có ý tưởng lớn nào hơn không? Chúng ta dừng cuộc nói chuyện ở đây, hãy đặt niềm tin vào tôi. Anh chỉ là đang muốn cướp đuôi tiếp thôi, phải không? Đừng nghĩ là tôi không nói. Anh mất một mắt vì anh đã cướp đuôi chạy, cũng giống như anh bây giờ đấy. Gì cơ? Đúng là anh sẽ có biện minh cho mình, nhưng tôi đoán là anh đã đến được tới bước này mà không làm tay mình bị bẩn, diễn như một thằng bé học sướng xếp tiệp. Khi một người đàn ông đã phải hạ sát thì anh có là giang hồ thì cũng sẽ giống tôi mà thôi. Trong trường hợp đó, anh bị sa thải và sẽ phải gặp địa ngục ở nửa đường còn lại. Anh biết cái éo gì về tôi? Tôi hỏi anh một lần cuối, anh có chắc là không muốn cùng tôi xử lý việc này không? Không đời nào. Được thôi, nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ cho anh thấy chúng tôi xử lý việc này trong giới đen nó như thế nào. Tôi không thể để người nào biết kế hoạch này mà còn sống để ra khỏi đây. Việc này kết thúc rồi, Majima. Anh cũng khá đấy.
Khoan đã, Majima. Sẽ thực sự không có một lựa chọn nào ngoài hoán đổi thân xác. Nếu tôi muốn giữ Makoto an toàn ở đây, tôi cần xác chết của Makoto. Không thì sẽ có một ngày nào đó, một người nào đó xấu xa hơn anh rất nhiều sẽ lùng ra được manh mối và giết cô ấy. Còn chưa đề cập đến chuyện lúc đấy thì anh cũng chết lâu rồi. Sao anh lại không nhìn ra được điều đấy chứ? Khi nào cho đến lúc chuyện ấy xảy ra, thì tôi sẽ đi đến đó giết toàn bộ tất cả những thằng muốn chĩa súng vào tôi. Cái gì? Anh thực sự không nghĩ là anh làm được thế đấy chứ? Anh đã nói như thế. Một khi anh đã bước vào bóng tối, thì anh cũng phải đấu tranh giành lại cuộc sống. Điều đó không làm anh có ý nghĩa gì hơn à. Nhưng anh vẫn có thể chọn người nào anh sẽ mang cùng xuống đó với anh. Anh có câu trả lời của tôi rồi đấy. Này dừng lại. Đừng để cô ấy cảm lạnh. Cô ấy như là con gái của ông mà đúng không? Mình đang làm cái chuyện quái gì thế này? Hạn công việc là 3 ngày. Vẫn chưa có thứ gì nổi bật để thay đổi việc này. Chuyện giờ còn tệ hơn cả lúc trước. Cho đến lúc mà Sagawa tìm ra thì mình phải giữ cho cô gái ấy sống sót. Mình không thể mạo hiểm đến nhà kho đấy được. Cứ bình tĩnh và đi đến chỗ làm như bình thường. Xin chào buổi sáng thưa ngài. Chào buổi sáng. Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Lee-sama ở Horiguchi Kai Kan khoảng một lúc trước và anh ta cần gặp anh. Lee gọi à? Vậy là anh biết anh ta à? Ừ, anh ta nói gì? Không có gì nhiều, nhưng anh ấy bảo anh đến Horiguchi Kai Kan gặp anh ấy sớm nhất có thể.
Anh ta muốn cái quái gì chứ? Mình đã nói hết vào tối qua rồi mà. Vậy à? Tôi nhận được tin rồi, cảm ơn anh. Được à, vậy tôi để nó cho anh nhé. Đoán là Ly muốn nói chuyện. Nói là chờ mình ở Hoguchi Kaikan. Này anh kia, chờ tí có được không? Hả? Anh có phải là Majima quản lý vận hành Grand không? Đúng. Tôi cũng nghĩ thế. Mọi chuyện thế nào? Tôi thấy rất tốt. Thế còn anh? Anh thật sự hỏi như vậy à? Anh là người hỏi trước mà, thượng đẳng. Để mà nói thật thì tôi có một vấn đề rất nghiêm trọng với tiền. Cái gì? Majima hết tiền rồi, xin lỗi. Không, không, vấn đề ở đây là tôi quá thừa tiền và tôi không thể tiêu hết. Anh vừa nói cái gì cơ? Sao anh có nhiều tiền bo thế? Anh là một tay guitar lão làng à? Không, số tiền đó là của tôi. Tôi sẽ cho họ nếu họ nghe tôi đánh đàn. Anh đang nói thật đấy chứ? Thế tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có tiêu bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không hết tiền. Tôi mang tiền đến ngân hàng gửi, họ bảo là họ không đủ chỗ trong kho tiền nên mời tôi đi chỗ khác. Tôi sẽ chơi một vài bài và nếu họ nghe tôi sẽ tặng họ tiền. Sao anh không thôi giới thiệu đi và nói xem anh muốn cái gì? Ha ha, anh đoán đúng ý tôi đấy. Thảo nào người ta gọi anh là chúa tể bóng đêm. Cái việc đấy thì có liên quan gì đến tất cả chuyện này cơ chứ? Và anh giàu thật à, vì nhìn anh cứ giống mấy thằng rình ăn cắp vặt sợi dây chuyền của tôi đang đeo ấy. À, sự giàu có của tôi có thật không á? Tôi cố không phô trương quá nhiều, nhưng khi anh đã là vua thì người anh sẽ tỏa ra một tia sáng chói lòa. Chả có cách nào che giấu được sự hào nhoáng của tôi cả. À thì tôi ghét phải nói thế này, nhưng nhìn anh lai giữa ca sĩ hát ở những phòng trà và những thằng đi bán xe ô tô. Hả? Thật mà tôi nhìn là biết. Anh nói cái gì? Tôi chắc chắn anh không phải giống loại người đến quán tôi chơi và vung tiền khắp nơi, đó là điều chắc chắn. Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói vậy.
Anh thừa nhận điều đó sao? Tôi đang bị áp lực quá, tôi đang bị tụt dốc. Mọi người thì nghĩ tôi là hiện thân của một cái mương. Anh đang cố kể chuyện để làm tôi mềm lòng đấy à? Nó không hiệu quả đâu. Tôi đang cố tìm cách để thể hiện sự giàu có của mình. Đó là lúc tôi nghe mọi người kể về anh, Majima chúa tể bóng đêm của Sotenbori. Khi tôi nhìn thấy anh lần đầu trên phố, mọi gã và mọi cô gái đều ngã quỳ đập xuống, quỳ sang trái, quỳ sang phải để được anh ân sủng. Ừ, nhưng tôi không thích những sự chú ý đó. Nhưng nhìn anh không giàu có mà gì mà sang. Anh dám. Có sự hào nhoáng, nhưng tôi lại cảm thấy như anh đang diệt ý tôi có thể nhìn ra cái vỏ bọc ấy. Mong là tôi không xúc phạm hoặc cái gì cả, ha ha ha. Có vẻ là cuối cùng anh cũng hiểu gì đó. Cái gì? Không có gì cả. Nói tôi nghe, tại sao anh lại dừng tôi lại giữa đường? Chỉ vì nghĩ tôi giả tạo à? À, lý do là tôi nghĩ ta có thể là bạn. Cái gì? Tôi muốn anh cho tôi biết làm sao để nhìn giàu có là như nào. Và tại sao anh nghĩ tôi phải làm thế? Có gì cho tôi không? Cho anh à? Ừ, anh nói là anh có nhiều tiền lắm. Và tôi làm việc thì phải được trả tiền chứ. Thời gian là tiền mà. Không biết phải trả lời sao. Để tôi bảo anh này, có gì khác biệt khi người ta nhìn anh giàu hoặc không? Nó khác biệt lớn chứ. Nếu anh nhìn giàu có, anh sẽ ăn thịt được một cô gái mà không bị cô ấy hét lên hoặc là chạy đi. Họ sẽ nghe mình. Ai mà biết, phụ nữ sẽ bắt đầu cố gắng nói chuyện với tôi để được tôi lo lắng. Tôi có thể xây được cả một dàn các em xinh đẹp vây quanh. Vậy cuối cùng anh cũng chỉ là thằng mê gái thôi à? Đúng là thằng thảm hại. Làm thế quái nào mà anh có được sự giàu có ngay từ đầu vậy? Tôi thực sự không hiểu thế giới này đấy. Tiền sẽ tự đến thôi. Tôi may mắn, nó cứ tự rơi vào đùi tôi thôi. Giống như các cô gái tự nhiên đổ vào đùi nam thần nào đó. Tôi đoán vậy. Ừ rồi, giờ anh hơi dị hợm rồi đấy. Hay thế này nhé, nếu anh cho tôi tí màu xanh tôi sẽ là bạn anh. Cái gì? Đó là cách nó hoạt động sao? Bạn bè là cái gì đấy anh cho nó miễn phí? Giờ anh lại bắt đầu cao đạo rồi đấy. Nếu anh giàu thế sao không mua vài đứa bạn? À, vậy là tình bạn mua được à? Được rồi, tôi mua anh Majima. Bao nhiêu? Bao nhiêu để anh đi chơi với tôi? Anh làm tôi này đấy. Nếu anh nhiều tiền thế thì anh hãy đến câu lạc bộ của tôi làm khách hàng của tôi đi. Câu lạc bộ của anh à? Nếu không như thế thì quên đi. Không tiền, tôi lượng. Không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi đã có khoảng thời gian khó khăn khi tiêu nhiều tiền vào các câu lạc bộ.
anh nghĩ vậy à? Grand không phải là quán cùi bắp. Anh bạn à, những cô gái đó được trả tiền hẳn mũi. Đừng lo tôi có tiền mà. Phải nói rằng, tôi thích cách khoe tiền lúc vừa nãy. Tôi cũng phải thử làm thế một lần. Tôi biết mà, hay là anh đầu tư vào quỹ đi, anh sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Quỹ là gì? Quỹ đầu tư, tôi và nhiều người giàu khác xung quanh đất nước chia sẻ nhau thông tin và các khoản đầu tư. Anh sẽ là người thông minh nếu đưa tiền cho tôi, vì anh sẽ chắc chắn được trả một khoản cổ tức. Có phải đây là một nhà thiên tài không? Đổi chủ đề, cái nhìn anh trông khác hẳn. Tôi lại thấy à, tôi lại làm thấy sao? Lỗi của tôi cứ liên quan đến tiền mòn, tôi lại tự tuôn ra. Chúng tôi là những con mèo béo như thế. Vậy tôi không thể bỏ lỡ cách tạo lợi nhuận khi có cơ hội phải không? Tôi sẽ chơi lớn. Được, tất nhiên. Dù sao thì tôi nói đủ rồi. Để lúc khác nói chuyện nhé. Ờ, được thôi. Anh sẽ luôn tìm thấy tôi ở đây. Đến và gặp tôi nếu anh thấy hứng thú. Majima, tôi đang mong anh đấy. Rất vui vì anh đã đến. Nào, bình tĩnh nào. Điều gì làm anh hứng thú thế? Tại sao tôi lại không hứng thú chứ? Hả? Nhìn anh kìa, chơi trò anh hùng một mình. Anh vẫn làm tất cả sau lưng tôi sao? Anh làm rất tốt Majima à. Anh đang nói về chuyện gì thế? Tôi làm sao? Anh đã làm điều đó với cô ả, đúng không? Cô gái trong bức ảnh ý. Rạng sáng hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy xác một cô gái trẻ tại sông ở Sotenbori. Từ bộ quần áo của cô ấy, cảnh sát tin là Makoto Makimura, 20 tuổi. Cơ thể cô ấy bị biến dạng, đã dẫn đến cảnh sát Osaka tin rằng Makimura đã gặp người xấu hại. Chuyện quái quỷ gì thế? Khoan đã, nếu không phải anh làm việc này, thì đó là cô ấy trong bức ảnh của đó. Tôi chả giết ai cả. Tôi bảo với anh là tôi không làm thế. Ừ, nhưng mà cái xác đấy mặc đồng phục của Makoto, chính là cái bộ ở trong cái túi xách đó. Anh nói sao? Cảnh sát sáng nay đến chỗ tôi và đưa tấm ảnh về cơ thể của cô ấy và yêu cầu tôi xác thực danh tính. Mà cô ấy thì toàn là lỗ, nhưng cô ấy mặc bộ đồng phục mà tôi và anh đã cùng bàn bạc và đưa cho nhau mà. Alo, Hotsushi Kaikan nghe. Hử? Cục này cho anh. Cục
Anh hỏi tôi à, tôi Majima đây. Anh đã nhìn thấy món quà nhỏ của tôi chưa? Anh thích nó không? Anh đang nói cái chuyện quỷ gì đấy? Anh nghĩ là tôi đang nói về cái gì? Anh bạn, một Makoto Makimura đã chết. Cái gì? Cô ấy đã chính thức chết rồi. Điều đó có làm hài lòng nhân viên của anh không? Đừng lo hắn ta sẽ tìm đến cái mông của anh thôi. Anh nên cảm ơn tôi về điều này. Anh đang ở đâu? Anh muốn bày cái trò gì ở đây? Tôi tìm kiếm một sự trao đổi giữa tôi và anh. Nó không phải là câu trả lời thích hợp. Bây giờ tôi đang ở câu lạc bộ của anh và tận hưởng đồ uống. Anh ở Granga. Thôi mà anh, đủ rồi đấy. Nhìn cái chỗ anh làm việc này, Majima tôi là fan ở đây đấy. Sao anh không đến đây và tận hưởng cùng tôi? Đừng bắt tôi phải chờ nhé, đồ đần.